bốn chậu thôi à? À, xin chào mọi người, hôm nay em xếp xe quất cuối cùng đây. Với cây này hơi vàng này. Nhớ cái nào vàng bỏ ra cho em nhá. Sáu này, xe quất cuối cùng xếp vào trong Thanh Hóa cho khách ở Thanh Hóa đấy ạ. Em này em nghỉ Tết rồi nhưng mà khách cứ ủng hộ thế này, phải đi nhặt quất cho khách thôi chứ có chủ định bán đâu. Trên hai kênh luôn liền núp này. Phát trên hai kênh liền núp luôn. Đấy. 128 144 bạn xem. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi. Bác nào mà bán hết quất rồi nhá, bác nào bán hết quất chung quất dù rồi các bác alo cho em nhá. Bác nào bán hết quất chung quất dù rồi mà cần hàng, cần thêm hàng nhá thì các bác alo cho em. Con chào cô. Bác nào mà bán hết hàng rồi mà thiếu hàng để bán nhá, và thiếu hàng để bán ấy thì các bác alo cho em. Là em xếp hàng cho các bác luôn ạ. 200k một chậu nhá, 200k một chậu. 200k một chậu. Tầm này là xả hàng giá rẻ rồi. Cây rất là đẹp luôn. Chào Bùi Thế Quyết, chào Nguyễn Liễu, chào Hưng Trần. Đây nhá. Cây rất là đẹp luôn. Tầm này là bán giá lợn chết luôn đấy. Lợn chết toi dãy thành đạch luôn đấy. Giá xả hàng rồi. Em chia sẻ đây. Các bác xem nay thì bán cả chậu, đúng rồi, cả chậu là giá cả chậu là 200k một chậu nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Em nhận ship từ 10 chậu. Nhận ship từ 10 chậu nhá. Nhận ship từ 10 chậu nha các bác nhá. Dù 40 và dù 50 đồng giá luôn. Đến tầm này thì không phân biệt dù 40 với 50 nữa, dù 40 với 50 là đồng giá luôn đấy ạ. Dù 40 và dù 50 bán một giá thôi nhá, bán một giá thôi. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Mình ở Văn Giang Hưng Yên nhé các bạn nhé. Mình ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Cây rất là đẹp luôn. Tầm này là bán để thu hồi vốn thôi. Ờ. Tầm này bán để thu hồi vốn thôi nhé các bạn nhé. Thu hồi cái chậu thôi, còn cho cái cây. 200k một cây nhé các bạn nhé. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Hôm nay là chiều 26 Tết rồi mà bạn vẫn bán quất luôn. Tại vì có khách nhờ mua hộ, anh bán hết rồi em ơi. Quất nâu trước anh lấy của em bán hết sạch rồi. Em tìm thêm cho anh một vườn quất rẻ để anh lấy. Thế là em lại phải đi phục vụ mọi người luôn. Cây rất là đẹp và rẻ nhá các bác nhá. Chỉ 200k một cây thôi các bác ơi. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Đồng giá nhá. Ở trên trang hôm nay có một sự ở trên trang hôm nay có em đang phát ở trên hai kênh nhá. Đây là một kênh là kênh TikTok này. Một kênh là kênh trên trang này, trên trang là được 109 người xem. Trên trang có 109 người xem.
Bạn ơi, đến tầm này thì không còn xe vào Vũng Tàu nữa nhá. Tầm này là không còn xe về Vũng Tàu nữa, bởi vì hôm nay đã là 26 rồi. Mà nếu không còn xe vào Vũng Tàu nữa mà tầm này mình chỉ nhận đơn cho các bác bạn ở miền Bắc thôi. Hà Nội rồi Thái Bình rồi Phú Thọ rồi các thứ đấy, Vĩnh Phúc rồi Bắc Ninh là mình nhận được đơn. Chưa, tầm này miền Nam thì em lại không nhận được đơn nữa. Trên trang có 122 bác đang xem live, cảm ơn các bác. Trên trang chắc là hôm nay các bác rảnh được nghỉ Tết rồi nên đông người xem. Bình thường trên trang đang bị Facebook anh Facebook anh ấy chặn tương tác. Anh ấy chặn tương tác mấy tháng nay. Lâu lắm rồi trên trang mới phát được lần này xem này, 112 người đang xem trên trang này. 171 người đang xem trên TikTok này. Bỏ lại cái này cho tớ. Cây rất là đẹp luôn này. Đấy. Chào người đẹp quốc dân, em chào anh 1182 ạ. Mấy cây thì ship đấy, em ship từ 10 cây nha mọi người nhá. Các bác nào mà mua chung rủ nhau mua chung nhá. Các bác mua chung rủ nhau mua chung nhá các bác nhá. Các bác mua chung các bác có thể rủ nhau này, mua 10 người rủ nhau mua chung 10 cây này em ship ạ. Vẫn bán à em vẫn bán đây, hôm nay em vẫn đang bốc cây cho khách. Em vẫn đang bốc cây cho khách. Em nhận ship hàng tận 29 Tết cơ. Và các bác mà có nhu cầu mua để em 29 Tết em vẫn ship với các bác luôn. Ship Nghệ An sao bạn? Tầm này Nghệ An thì cũng hơi xa. Tầm này vào Nghệ An thì cũng hơi xa, trừ khi các bạn phải lấy nguyên chuyến thì mới có xe vào Nghệ An. Nghệ An để hỏi xem mai có xe không. Cái này hơi vàng. Cái này em vứt lại này. Cái này thì lấy được này, từ cái này. Hai cái này, đủ cây chưa? Đứng đây, hộ chị đây, chị xem cho. Gần đủ rồi đấy. Ship nào cai ship được nha các bạn nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 10 cây giá bao nhiêu vậy? 10 cây giá 200k một cây. 10 cây là 2 triệu nhá. 10 cây là 2 triệu. Giờ này vườn vẫn chưa xuất hàng à? Đây đang xuất đây anh ơi. Đang xuất hàng đây ạ. Đang xuất hàng đây. Các bác giá 200k một cây nha các bác nhá. Từ 10 cây. Từ 10 cây là em ship ạ. Từ 10 cây là em ship. Đấy, các bác nhìn quả rất là sai. Quả đẹp luôn, cây đẹp, quả đẹp luôn đấy ạ. Tầm này là giá xả rồi. Tầm này giá xả hàng rồi đấy ạ. Giá tầm này là giá lợn chết rồi đấy. Giá lợn chết luôn. Ship Lào Cai mai nhận được không em? Được ạ. Ship Lào Cai mai nhận được. Bác nào mua thì qua Zalo. Số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Em ở chợ Quất Hoàng Trạch, Mễ Sở. Bán hết rồi này. Quay vào vòng chợ Quất cho mọi người xem. Cứ xếp đầy cái xe này xem được bao cây tất cả. Ở Văn Giang Nghiên nha các bác nhá, Văn Giang Nghiên ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 nhá. Hôm nay các bác ở trên trang xem đông ghê cơ. Em phim tắt trên TikTok.